Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu bầy Thahon 10 là Titan 1 rất hay của bạn Quân đến từ Thanh Hóa. Với cái sở thích đi tới nhiều clan khác nhau và ông thần này lượn rất nhiều clan rồi. Vừa mới bị đập 6 phút trước đây các bạn này. Dòng điện đánh không tè đít mà Thahon 11 đập luôn. Một mẫu bầy khá là cứng cáp luôn. Đây, rất là kinh khủng khiếp, một sao là rất nhiều đấy. Thì chắc chắn là cái đường link của mẫu bay này mình sẽ luôn chia sẻ cho anh em ở phần mô tả video, nên anh em thoải mái bấm vào copy để sử dụng nha, cực kỳ dễ ẹc luôn. Mẫu bay này các bạn, hai quả Inferno một tia này, thêm hai quả thổi gió ở đây, nó rất là khó chịu luôn. Chưa kể là bạn này nó còn nâng cả hai đơn vị tướng mà vẫn bài cúc khét lẹt. Anh em có nhu cầu mua gem hay mua những cái gói vé vàng này hoặc là cái gói ưu đãi trong cửa hàng gem đây, thì cứ liên hệ mình cho đúng đường link Facebook có sẵn trong phần mô tả video thì mình sẽ hỗ trợ các bạn nha. Bây giờ chúng ta theo dõi luôn trận đánh bằng Thahon 11 đánh bằng rồng điện tới từ nhà này mà không toe mông nha. Trận này lại còn để cả hai tướng đang nâng Expo thì vẫn để cả phòng không luôn các bạn, chứ không thể chủ quan được. Mẫu bay hình thù rất là kỳ dị, xếp kiểu dích dắc lắm. Ui trời, mẫu bay nhìn cũng đẹp mà nó thủ cũng hiệu quả các bạn. Ui trời, vác rồng điện nó thi đấu à. Mừng mẫu bay của các bạn nó chống được những thanh niên ngang phèo đánh không nát là mừng rồi. Đây bạn ấy còn chống luôn được cả Thahon 11. Đại quan giáo cũng chưa xuất kích luôn. Trời, thổi gió bóng nàng vượt qua nơi đây đi. Cuồng nộ tiếp. Tướng tá đâu bạn? Thế bạn để tướng tá đi đâu? Không cắt góc luôn. Thả King Queen ra chứ. Rồi thằng kinh 23 hẹo. Quan giáo cấp 2 mà rồng điện đã xin được lên cấp 2 luôn. Càng ăn quả bom đèn chết tòi. Thì một mình em Queen không thể xử lý nổi được với cái đám này. Còn hai trụ ai chơi một cái cannon kia là bạn đau lắm. Hết giờ luôn anh em. Đấy, nó lại thủ quá dẻo nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến trận thi đấu của Thahon 10 ngang phèo đánh bằng gì đây? Pebobat. Chật chơi người rơi đấy. Thahon 10 đã biểu diễn combo Pebobat rồi. Được của nó đấy các bạn. Đại quân xuyên táo từ hướng 12 giờ đi xuống à. Đã có cuồng nộ luôn. Rộng điện có mặt. Rồi giờ sao? Thằng kinh chết. Giận nhanh chóng. Hẹo một cách cực kỳ nhanh chóng. May mà có vang kiểu gì trong tình huống này. Như vậy là thả Baspel ở ngay cái Inferno một tia. Nhìn như kiểu là mũi đốt inox vậy. Được. Đóng băng quả rồng điện của đội bạn rất nhanh tay. Bịt cây thổi gió với cả là trụ Vizas. Nhưng không được đâu bạn ạ. Nỗ lực của bạn cũng chỉ đến đấy thôi. Inferno một tia đốt quá gắt và Expo bắn kìa. Trời, bò lờ hẹo. Em Queen chắc chắn nằm trong tầm ảnh hưởng. Chết. Cách hai lớp tường không sống được. Đây là cái điểm cộng cho cái Inferno đặt ở đây các bạn. Hai cái đặt này cách hai lớp tường nó vẫn đốt được. Quá khó chịu đi chứ. Đấy, 67% thôi. Huyền thoại đánh đấy. Tiếp theo cũng là Queen 45 là không phải Thahon 10 rồi. Đây phải là Thahon 11 khi Queen 45 có mặt rồi. Cũng có thể Thahon 12. Rồi cứ cho Thahon 11 thôi. Trời, đại quân đấm thẳng vào khu vực nhà chính luôn các bạn nhé. Có Huy Giác, có PK.
Rất nhiều Wizards luôn. Ô, có hồi máu hay gì cho đám Giant hay không? Ui, nó hồi nhanh thật sự luôn kìa. Rồng điện này phá đóng bằng đất chất khi mà bị bịt luôn cả hai trụ Wizards các bạn. Mà yên tâm, Inferno chúng ta sẵn sàng rồi. Một pha đóng bằng Shida. Inferno một tia quá khó chịu các bạn ạ. Cực kỳ khó chịu luôn. Cứ cho là bạn mở được tường đi, nhưng mà chúng tôi đốt thì vẫn toang thôi. Nhấc người thật. King với Queen đi ngoài để ăn phần trăm. Chứ còn không thì hẹo mất. Được đấy. Chơi hay đấy người anh em. Đốt, đốt hết. Sợi gồng Queen cho có lệ vậy thôi chứ sao mà lia được. Mỏ dầu đen còn hẳn 304 kìa. Ý trời. Một thanh niên ta hơn 10 nữa. Queen 40 mắc cấp độ mang 9 bình xét đi đi dã. Ui trời. Ở chỗ nào có Elephant là chỗ đó nó xuất hiện nó đập. Rồng với cả là Blue. Anh với khí cầu thả đá. Em Queen đã được thả ở trận thi đấu luôn. Thả rất sớm. Riêng cái thả đá thì đang đi từ hướng 12 giờ đâm thẳng xuống các bạn. Cắt bằng rồng. Trời. Rồi. Địch chỉ còn một bình cuồng nổ với cả là một bình tốc thôi. Còn đã đầu tư cuồng nổ ở đây thì là vui rồi. Thôi gió. Inferno quá khó chịu. Rất khó chịu đến từ vị trí của Inferno các bạn. Vâng, hồng vâng, clear nhà mình mà giải blue căng đấy. Nhưng bạn quên là cái thổi gió kia nó đang phủ nhà cực kỳ dẻo nha. Không chập cái Inferno thì bạn xong luôn. Vâng, Inferno không chập là bạn toàn luôn. Bầu nó bắn này, trụ Wizard nó chưởng này, thổi gió nó thổi này. Như vậy là khu vực nhà chính đã được bảo vệ. Đấy. Ngon ngay đấy người anh em ạ. Thủ nhà nó phải thế. Nó phải chất chơi người rơi như vậy đấy. Ơi trời. Game là dễ. Mẫu bay rất hiệu quả. À, chúng ta gặp một quả thanh niên tha hồn 9. Lần này cũng chơi rồng luôn. Ui, đập được mấy cái E. À không phải tha hồn 9 đâu. King 31 với cả Queen 35 là cũng phải tha hơn 10 rồi. Rồng cũng rồng 5 rồi. Ok bạn Master Leo đi. Bạn định chiến như thế nào bạn?
tường nó không đi tiếp lên bên trên. À, pha này gồng thì đã bật rồi. Phí một mình mang cầm về nha em. Ôi trời. Rồi, vâng, mấy ông thần tha hồn chín là hay lòi nhòi lắm. Vẫn là đánh từ cái hướng dưới này lên. Wish với cả là bowler. Ái, trời trời, tiếc tung là tiếc tung là. Ừ, giờ này còn đi bay kia thì toang rồi bạn ơi. May mà hai con golem phá được cái đống bom bẫy ở đây chưa. Phá được nhưng vấn đề để xuyên được vào đấy cho đám witch nó đi thì nó lại cả là một vấn đề khác đấy người nha. Ô được. Được làm sao mà được. Kình quay xe ngay lập tức. Sẽ như thế nào. Rồi, Wish cũng chạy lòng vòng luôn. Tuyệt vời, ném đá. Cũng đi ra ngoài đi. Không thủng tường, không thủng tường. Bỏ qua luôn. Đại quân chạy đi hết một vòng rồi thì tường nó mới ra. Ơi trời, em Queen mà quay xe vào để ăn khu vực nhà chính không? Có lẽ là có vào đây đập mình cuồng nộ nữa thì đẹp. Không luôn. Bỏ qua khu vực nhà chính đi, chúng ta hãy đi tấn công ở khu vực khác. Ôi ơi, tao hơn 9 đánh cũng khóc thét một sao luôn kìa. Căng thật sự đấy các bạn. Rất căng đến từ vị trí của mẫu bay này luôn. Anh em thích thì để lại mình nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nha. Ôm cua chạy vòng lòng vòng hết cả cái bản đồ này luôn. Đến chủ nhà của mình không nghe. Đấy, một mẫu bay thủ ta hơn 10 bay cúc huyền thoại rất tốt của bạn Quân đến từ Thanh Hóa anh em ạ. Rồi, đường link mẫu bay thì mình sẽ được chia sẻ cho anh em rồi nên là thoải mái bấm vào copy để dùng thôi nha. Có nhu cầu mua vé vàng này, hay là những cái gói ưu đãi trong này hoặc của gem cứ liên hệ mình cho đúng đường link Facebook có sẵn trong phần mô tả nha. Mình đi đây các bạn, bye bye.